đến với video này. Phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh tiếp tục chia sẻ với các bạn những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật trên vườn cảnh Anh Toàn Đô La, thành phố Việt Trì. Mở đầu video chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Xanh có Giáng Huyền. Đây là một cây xanh mà được giới chơi cây cảnh đánh giá là cây có Giáng Huyền đẹp, tự nhiên và nổi tiếng nhất Việt Nam tại thời điểm này. Và chia tay với cây Giáng Huyền, chúng ta cùng đến đây để thưởng thức một tác phẩm Xanh Giáng Thác Đổ. Có nghĩa là cổ là bản thân cái cây này là nó sống, có nghĩa là từ nhỏ
À, tôi có nghĩa từ lúc nó còn bé tí một cái mầm này anh, mà để trường tồn mà để nó sống được to như thế này, nó ăn cả một quá trình. Đấy. Cây là cây gọi là cây thác đổ. Anh nhìn thấy cái viên đá của nó rất là đặc biệt. Sao mình không lấy cái đây mình để qua? Dạ không được anh ạ, bởi vì cây đấy nó là cây di sản. Là cây đấy là của cây tùng. Còn đây cây này nó là cây xanh. Vì cái tuổi đời cây này nó không thể bằng cây đấy được anh. Chúng ta cùng thưởng thức nét đẹp của cây xanh dáng thác đổ với một bệ xanh ôm đá. Sự kết hợp giữa cây và đá một cách rất hoàn hảo. Theo dấu ấn thời gian mình không thể giải thích được, bởi vì đây là nó gọi là sự trường tồn mà sống trên đá này, mà tại sao mà nó vẫn khỏe mạnh mà vẫn vẫn phát triển bình thường mà anh, mà chỉ bằng một cái phần rễ này mà nó đưa lên đó. Mà anh này không cũng đơn giản lắm, cái này nó chỉ có nước bình thường thôi. Không, thỉnh thoảng như đây không chỉ có cái này, là em chỉ có tưới bằng nước thôi, và thỉnh thoảng em cho một ít cái phân nó kiểu như là cái nó có thể phân cho bón cho cây này, thì mình nhẹ nhẹ cho mình, không nên cho nhiều để cho nhiều thì cây nó sẽ khỏe quá. Vì chơi cái này nó là cả một công phu đấy, chứ mình cũng không thể nào mà làm cho ăn thuốc thì xanh cái này nó khá là cho cái này khỏe ra một cái nào mà nó chai rồi hả, nó sẽ bị chuyển cho năm tháng, nó sẽ bị khô như trắng nhá. Cái chuyện thật đây này, cái này là mình cho với gì nhỉ, và đến đây phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh cũng chia sẻ với các bạn, đây là một tác phẩm xanh mà có một cái đặc điểm nổi bật, đó là xanh lá răm, lá xanh rất nhỏ và đốt lá rất là ngắn. Chúng ta cận cảnh để thưởng thức cái lá của tác phẩm xanh thác đổ như thế này. Và một cái điểm nhấn, một sự bất ngờ khi có một cái chỗ thân cây xanh chuyển mình như thế này. Chia sẻ với tác phẩm xanh thác đổ, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh xin giới thiệu tiếp với các bạn một tác phẩm cây xanh có tên gọi là Long Thăng. Các anh phải giữ phông chứ, không thì nhìn thế này nó buồn cười quá. Phải căng phông thôi. Đấy, phải căng như thế, đúng rồi. Anh Hòa giữ bên này ngay. Để em giữ nhá. Đây là những người nhà anh Toàn và một số những người đến thăm vườn cây, cùng giúp sức để căng một cái phông lên. Khi quay phim chụp ảnh sẽ tôn vinh cái tác phẩm Long Thăng thêm đẹp. Xin cảm ơn các anh các chị. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức những nét nghệ thuật của tác phẩm Long Thăng như thế này. Đúng theo hai từ Long Thăng, một thành phố Hà Nội, một phố cổ Hà Nội,
đã được thu nhỏ bởi tháp rùa và những phố cổ của thành phố Hà Nội. Phía dưới là anh có phối cảnh những con phố nhỏ, phố cổ của Hà Nội năm xưa và tháp rùa. Đó là những hình ảnh của Hà Nội thu nhỏ dưới tác phẩm Long Thăng mà chúng ta cùng thưởng thức sau đây. Đất khô này mà. Cô đâu ngày nào anh tưới. Vâng, đúng đấy ạ. Những cái rễ mà sau thời gian mà chặn sửa đã cắm vào lòng đất trông tựa như những cái móng rồng. Và nếu mà ôm đá thì người ta tưởng tượng như là những cái chân gà ôm chặt vào viên đá, rất là đẹp. Mà chỉ có 5 tháng, chỉ có dấu ấn của thời gian mới cho ta được cảm nhận những cái điều ấy. Đây là cái mắt đẻ đấy, đây là cái mắt đẻ nó đấy, chuẩn bị là đang bận đã phải bay lên. Đây mới được gọi là con rồng đây, nhưng mà đây rồng này là rồng đất, còn đây là rồng đang bay. Rồng này là rồng đất chỉ nằm một chỗ thôi, còn đây là rồng này đang bay. Và các chị đang nói chuyện với nhau, chúng ta đã thấy là các chị đã giới thiệu một tác phẩm Long Thăng nhà anh Toàn Đô La là như vậy. Đúng là hình dáng một con rồng mà đây là cái đầu đang bay lên. Tôi nhắc lại nguyên văn lời của một chị phụ nữ đang giới thiệu với những người chiêm ngưỡng tác phẩm Long Thăng như vậy. Và với tác phẩm Long Thăng này, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh xin dừng video ở đây để chúng ta cùng chuyển sang những video tiếp theo, chia sẻ những tác phẩm còn lại trên khuôn viên vườn cảnh nhà anh Toàn Đô La.